Mến chào nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 20 tháng 12. Thì đến với clip chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm hot nha. Và mã số 1 đầu tiên đó là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cái đồng hồ cực kỳ đẹp. Đây là một cái đồng hồ bi sàn. Đó, nó hoạt động trên nguyên tắc là lăn những hòn bi, một cổ máy thời gian nha. Để em quay tổng quan trước và sau đó giới thiệu kỹ cho cả nhà mình xem ha. Đây bộ máy nhìn từ trên xuống nha. Đó. Khi mình lên có thì cộng dây cáp nó sẽ kéo qua ha, nguyên một cái cổ máy thời gian. Cực kỳ đẹp, cực kỳ to ngày hôm nay. Mặt số thì nó gồm có 3 mặt. Một mặt chỉ giờ, một mặt chỉ phút và một mặt bên đây chỉ giây. Mỗi một sàn bi lăn qua là 12 giây, lăn đi lăn lại là 24 giây. Ở đây cả nhà mình cùng xem ha. Mẫu này của London 51869 phiên bản giới hạn 024. Đây, hoạt động trên nguyên tắc lăn những hòn bi. Đó, rất là đẹp nha cả nhà mình ha, một những cổ máy cực kỳ đẹp nha. Ở đây tổng quan ha, nó được bảo quản trong một cái lồng kính rất là sang trọng nha. Để từ từ em bỏ lồng kính vô cho cả nhà mình cùng xem ha. Mặt là mặt trên là mặt men. Đây, chữ số La Mã. Cái cây lên cót của nó là ở đây. Cây rất là to, gắn vô đây ha. Lên có là dây cáp nó sẽ kéo qua, cực kỳ đẹp. Đó, rất là hay nha, một những cổ máy thời gian. Phía sau là nó có để em quay là phía sau cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây, mặt sau đây. Con này là để bằng là mình mới là nó mới chạy được nha, không bằng là bi nó sẽ không có lăn. Đây, ở phía sau là nó có đóng luôn thông số của nó luôn ha. 1869 phiên bản giới hạn 024 nó có đóng lên trên thân máy luôn. Rồi sau đây là em sẽ bỏ cái lồng kính vào nha. Bỏ lồng kính vào cho cả nhà mình cùng xem ha. Con này rất là đẹp, mã số 1 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video của chiều tối ngày hôm nay. Rồi sau đây là bỏ cái lồng kính vào cho cả nhà mình xem thử ha. Đó. Đây nó được đựng trong một cái lồng kính như thế này. Rất là đẹp. Để không sợ bụi nha cả nhà mình ha. Bụi thì không bay vào. Đó, và chiều cao của cái này rơi vào khoảng 40. Bề ngang là 23. Và bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một con như thế này. Đây, cả nhà mình xem đây. Một con như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng cho con ở mã số 1 có trong video ngày hôm nay, đồng hồ bi sàn. Đó, và số 2 thì giới thiệu với cả nhà mình một những siêu phẩm nha, cực kỳ độc. Rất là độc nha. Đây là đồng hồ chim cú mèo. Đây mã số 2. Mẫu của Pháp 51889. Rất là đẹp nha. Đây cả nhà mình xem ha, hai cái tay lúc lắc qua lúc lắc lại, lúc lắc qua lúc lắc lại nha. Con này rất là to. Toàn bộ máy bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Mặt là mặt men. Chữ số rất là đẹp. Đây mắc in phân 1889. Ở dưới là bằng đá ha. Có bốn con ốc ở dưới chân cũng bằng đá luôn. Nguyên một cái bộ máy bằng đồng luôn. Đây cả nhà mình xem ha, rất là to. Hai con mắt nó liếc qua liếc lại cực kỳ độc lạ luôn. Đây là mẫu số 2 trong video ngày hôm nay. Đó, đây cả nhà mình xem, nguyên một cổ máy thời gian nha. Đây là mã số 2. Đó, nó liếc qua liếc lại rất là độc. Rồi, đây em đo chiều cao cho cả nhà mình xem ha, nó cũng được bảo quản trong một cái lồng kính. Đây, lồng kính được cậy vào như vậy ha. Rồi mở lồng kính ra thì là mình coi giờ nha, xong mình đóng lại lên cót. Đó, cực kỳ đẹp, một con chim cú mèo rất là to. Đó, cũng hoạt động trên nguyên tắc là lên cót và hai cái tay mỗi lần nó lắc qua là lắc lại là một giây nha cả nhà mình ha, cực kỳ đẹp nha. Và chiều cao tổng thể là khoảng 50, gần 52 ha. Rồi bề ngang là 29 gần 30 cm. Và mẫu này là mẫu số 2. Bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 28 triệu đồng ha. 28 triệu đồng cho một con chim cú mèo của ngày hôm nay. Đây là mã số 2 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mẫu số 2 nha. Rồi mã số 3 là giới thiệu cả nhà mình một cặp tỳ hưu phong thủy cực kỳ đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 3,8 kg. Chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 27 cm. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16, chất liệu bằng đồng.
Đây cả nhà mình xem ha, một cặp tỳ hưu nha. Một cánh ha, đuôi rất là đẹp. Và một cặp tỳ hưu như thế này, cái giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho một cặp tỳ hưu phong thủy ở mã số 3. Có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 3. Rồi mẫu số 4. Số 4 là giới thiệu với cả nhà mình một tượng Phật Di Lặc chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng cực kỳ to ha. Đây cả nhà mình xem đây. Tổng trọng lượng là 7 kg, chất liệu bằng đồng. Rồi đây là mặt sau của tượng nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Và chiều cao tổng thể là 20. Rồi bề ngang là có khoảng là 38 cm, chất liệu bằng đồng. Ở đây là mẫu số 4. Mẫu số 4 này có giá giao lưu với cả nhà mình một con Phật Di Lặc như thế này là 3,5 triệu. 3,5 triệu bao phí ship toàn quốc mẫu số 4. Rồi mẫu số 5. Mẫu số 5 trong ngày hôm nay thì còn được một cặp bình chim công nha, chim công khổng tước chất liệu bằng đồng, bao gồm hai cái như thế này. Bao gồm hai con chim công tạo thành một cặp bình, có tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 32. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 18, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình mẫu số 5 trong video ngày hôm nay. Mẫu số 5 này là 2 triệu đồng cho mẫu số 5. Rồi tiếp theo mẫu số 6. Mẫu số 6 trong video ngày hôm nay. Đó. Hôm nay thì cuối ngày hôm nay cũng còn được một cặp thần tài thổ địa nha. Chất liệu bằng đồng, bao gồm hai ông như thế này. Cỡ trên hai con linh vật, hôm nay em còn một cặp này. Tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg. Chiều cao tổng thể là 20. Bề ngang thì có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp hai ông như thế này là 2,4 triệu, bao phí ship toàn quốc ha, 2,4 triệu, bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Đây là mẫu số 6. Rồi số 7. Số 7 thì lên với cả nhà mình một con rất là độc lạ ha. Đây là một con cá sấu chất liệu bằng đồng, toàn bộ bằng đồng nha. Một con cá sấu. Đây, để đây ha. Và tổng trọng lượng của con cá sấu này rơi vào khoảng là 1 kg, chất liệu bằng đồng. Và chiều dài của cá sấu này rơi vào khoảng là 24, chiều cao là có khoảng là 8 cm. Đây là một con cá sấu, có giá giao lưu với cả nhà mình 1,1 triệu nha, cho một con cá sấu chất liệu bằng đồng, rất là độc lạ. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mẫu số 8. Số 8 là giới thiệu cả nhà mình một con cá kim long đồng mạ vàng. Ủa không, bằng đồng. Con này hai bên là có hai sâu tiền nha, nằm trên gậy như ý. Chiều cao tổng thể là 13. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 27, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con cá như thế này ở 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng cho mã số 8. Mẫu số 9. Số 9 trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình là một cặp bình tứ linh nha. Long lân, quy phụng. Đó, thể hiện 4 linh vật trên một cặp bình như thế này. Mặt trước là một mặt là long lân, một mặt quy phụng, trên có bình có chữ lộc luôn. Đây mặt sau đây. Rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 7 kg. Rồi chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 36. Rồi đường kính miệng là có khoảng là 12. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,4 triệu nha. Mẫu số 9. Rồi tiếp theo mẫu số 10. Số 10 trong ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một con ngựa mã đáo thành công, chất liệu bằng đồng. Và chiều cao tổng thể là 33. Rồi chiều dài tổng thể là 27, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con như thế này là 2,2 triệu. Một con ngựa mã đáo chất liệu bằng đồng. Chất liệu bằng đồng xưa nha, cực kỳ đẹp. Đó, cả nhà mình xem ha. Có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp qua kênh Đồ Cổ Cần Thơ giúp em nha. Địa chỉ của em là ở đường số 4 trung tâm mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha. Đây là mẫu số 10. Rồi 11. 11 là giới thiệu với cả nhà mình con. Một con rồng ha. Đó, một con rồng chất liệu bằng đồng. Có tổng trọng lượng là 2,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 19. Bề ngang là có khoảng là 19, chất liệu bằng đồng. Đó, đây là một con rồng bằng đồng cực kỳ đẹp ngày hôm nay. Đó, con rồng ha, rồng ở vàng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con như thế này 1,700 triệu. Con này có 2,2 kg, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay còn được một thần giữ tiền nha, chất liệu bằng đồng. Thì thần giữ tiền của ngày hôm nay mã số 12 thì có tổng trọng lượng là 3 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà xem ha, ông đang ôm hũ tiền nha. Và chiều cao tổng thể là 20. Bề ngang là 15, chất liệu bằng đồng. Và ông này có giá giao lưu với cả nhà mình 1,700 triệu. Bao luôn phí ship toàn quốc. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một bộ tam đa. Bao phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng. Ở đây cả nhà xem ha.
một bộ tam đa. Thì đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ với em giới thiệu cùng cả nhà mình. Một bộ thế này tổng dung lượng khoảng 4,8 kg. Đây mặt sau đây à, rất là đẹp ha, cúc lộc thọ. Và chiều cao của mỗi ông là gây vào khoảng là 24, bề ngang là 10. Có giá giao lưu cả nhà mình là 2.800.000 cho một bộ như thế này. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.